Hello mọi người, sáng hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái loại cây trái mà đang có mặt ở trong sân nhà em. Đằng sau lưng em là một cái dây chanh Colombia. Cái dây chanh này là cái lúc em mới về đây em ở thì nó có sẵn rồi, nó còn tí nị à. Rồi khi mà em tưới mấy cây sung này nè là em tưới nước cho nó, chỉ tưới nước thôi, không có bỏ phân luôn á. Hôm nay nó cao được 2 mét mấy, nó bò nè mọi người. Đó, mai mốt sẽ cho ra trái sạch để mình ăn ha. Còn đây là những cái cây sung mà em bán nè. Một cây như vậy thì nó cao, cái cây này chắc là chín mấy trăm xăng hơn rồi nè. Đó, nè mọi người. Đó. Đang có nhú sẵn trái nhỏ 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 này nha. Đây. Còn ở bên đây thì em có ươm một số cây cà gỗ. Cái này là em ươm thử thôi chứ em không có bán nha. Em ươm để xem là cái cây này á, khi mà nó từ nhỏ nó lớn lên nó sẽ như thế nào. Em đang tìm hiểu cái cây thôi. Thì em thấy nó rất là mỏng manh nha mọi người. Tại vì cái cây cà gỗ mà để mà nó có trái á, thì nó là phải 2 năm. Phải 2 năm mới cho trái. Còn cái này á, em ươm nó mới có được tuần 2 tuần gì à. Và nó cỡ này mà nhìn nó yếu đuối lắm mọi người. Nhìn nó giống như cái cọng rau càng cua. Còn bên đây thì em có một số cái chậu ớt nha. Ớt này là ớt con rắn, ớt siêu cây rồi đó. Dạ, đây. Em cũng trồng thử thôi, tất cả là em trồng thử. Nghĩa là em phải tìm hiểu cái cây coi nó như thế nào. Còn ở trong đây thì em có hai cái chậu wasabi. Chậu này trồng thì cũng lâu rồi. Hai chậu này là chắc có cũ rồi đó, tại em trồng hơn nửa năm rồi. Còn ở đây là một số cái cây chanh hương ổi, cây con á, em ươm để em tặng mọi người đó. Đó, mai mốt mà mọi người có mua chanh hương ổi bên em là em sẽ tặng cho mọi người mấy cây con này nha. Em ươm được thôi, tặng mọi người, về mọi người tự trồng. Còn trồng sao thì em cũng chưa biết. Em cũng chỉ là tưới nước bình thường thôi mọi người. Đó, ở trong trước nhà em thì có mấy cây như vậy, còn ở đây thì chủ yếu cũng là sung. Ở đây thì vẫn là chanh ổi nè. Còn ở đây là sung. Sung thì đang có hai trái màu vàng sắp chín. Dạ, đây. Còn bên đây trái tím thì nó cũng sắp chín nữa nè. Trồng sao nó ra quá trời mọi người. Nhưng mà những cái cây này thì nó cũng còn nhỏ thôi. Và trái của nó thì cũng chưa có ngon đâu mọi người. Dạ. Trái đợt đầu đợt hai, những cái trái như vậy thì nó chưa có ngon, nó chưa có đảm bảo được chất lượng. Đó, chỉ có vậy thôi. Và nếu như mà có thể đó thì mọi người hãy để một vài cái chậu cây ở trong sân nhà của mình hoặc là trên sân thượng. Rồi mình ươm cây ở trong đó hay mình trồng rau ở trong đó. Thứ nhất là sẽ có mảng xanh, nhìn nó mát mắt. Cái thứ hai thì biết đâu may mắn cái cây nó lớn thì lúc đó mình lại có được rau, có được trái mình ăn ha. Hy vọng là mọi người cũng yêu thích trồng cây và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm với em ha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều.